vô tình bắt gặp thanh niên 8x này với ngầu lòi anh em phải mộ dung này. Cái game ấy đều full 7 năm 80 cấp 89. Thằng này boss 8x toàn server. Cái gì đây? Team đập dai đại trưởng quầy. Binzy thì có 021, còn anh chỉ có 102. Còn tao thì có keo 502. Ui, thầy ghê lắm anh em ạ, thầy nhìn Quỳnh ấy. Thằng này đồ chính xác của nó luôn đấy, chứ không phải là ác lớn chuyển sang đâu. Anh em nhìn này, những đồ khác của nó phun bể hết này. Phun bể hết này, Long Văn 80 này. Cái băng phách thần châm 170 này, kinh không? Ghê nhỉ, thằng này võ hồn năm không? Đâu nhỉ, nó đứng đâu rồi? Võ hồn 4, 410, 425. Ghê nhở, kỹ thuộc tính không? Chưa. Áo này là vân mộng ẩn đồ này. Trùng liên nhá anh em, liên không phải phản đâu. Một trùng to này, hai trùng to, ba trùng to, bốn trùng to, năm trùng to, sáu trùng to, bảy trùng to. Cái này cứ cho là một trùng to, nó là tám trùng to. Cứ cho là tám trùng to nha anh em. Thế kinh nhỉ. Sợ thật. Anh à, cái này nguyên công bỏ bao nhiêu kháng nguyên này. Sợ thật. Thằng này nó không biết là thiên ngoại tiên chưa. Nó có con bàn cổ này. Con bàn cổ tôi chất 5k0. Nguy không? Thanh niên. Thanh niên. 11x vào thì nó vạn cho gì. Chúng trùng từ đầu đến cuối. Không chạy nổi. Đỉnh cao nhất vẫn là chiến thần anh em ạ. Chiến thần vẫn quy tụ rất là nhiều hào thủ.